kiếm được 100 triệu vẫn chưa là gì cả. Chúng ta phải kiếm được những số tiền lớn, và tôi thường nói với mọi người là phải kiếm được tiền tỷ. 1 tỷ là con số tối thiểu để từ 0 đến bạn đạt được. Tức là mục tiêu của bạn là phải 1 tỷ. Người nghèo thì họ nghĩ mọi thứ xung quanh của họ đều do số phận sắp đặt, cho nên họ đi chùa, đi xem thầy bói rất nhiều. Phải không? Người giàu, giàu một cách thực sự, giàu bài bản nha, thì họ nghĩ được rằng là tự tay họ làm được hết. Không có một thế lực tâm linh nào có thể làm cho họ giàu được. Tất nhiên tâm linh là không bán bộ, bởi vì đó mình không hiểu. Nhưng người giàu người ta tự chủ là bản thân của tôi tự làm, chứ không có phải đi cầu, đi khấn. Còn bạn sẽ nhìn thấy đi, lên chùa đông người không? Lên chùa đông người không? Mọi người bảo em lên chùa cho tĩnh tâm. Tôi hỏi bao nhiêu người thực sự lên chùa để tĩnh tâm? Ngày nào bạn lên chùa? Bạn lên chùa vào ngày nào? Mùng 1 và ngày rằm. Bạn lên buổi sáng hay buổi tối? Rồi. Tĩnh tâm là nơi mà có một cái môi trường mà không gian nó rất yên tĩnh. Yên tĩnh tức là ít người. Mùng 1 với ngày rằm đông người không? Đông. Đến buổi sáng đông không? Thế lấy đâu ra mà tĩnh? Lên chùa để tĩnh tâm là một là ngồi không làm gì hết vào lúc vắng vẻ. Hai là nói chuyện với các ông sư thầy ở trên đấy để học được cái này, học được cái kia. Đấy. Mà mọi người cứ lên mùng 1 với ngày rằm. Thế lên đấy để làm gì cả nhà? Cầu khấn. Chắc chắn luôn là cầu và khấn. Đúng không? Thế thì cầu cái gì? Và cầu bao nhiêu năm rồi? Cầu mãi, đúng không? Mà vẫn thế thôi. Bạn phải biết được rằng không cầu ai ngoài cầu. Cầu ai cả nhà? Cầu chính mình. Đúng không? Mình mà không học, mình mà ngu, mình mà lười thì còn lâu mới giàu. Mà chăm chỉ còn chưa giàu, chứ đừng nói là lười. Đó, chỉ mình thôi các bạn nha. Rồi người giàu á, người ta nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là cơ hội. Còn người nghèo thì nhìn cái gì cũng thấy u má nó lừa mình đấy. Nhìn cái gì cũng thấy nó rủi ro. Có đúng không? Phải cảnh giác nha con, đi ra đường bây giờ thật giả lẫn lộn, cảnh giác nha con. Tại sao mà ông không nghĩ mà đâu là gà và đâu là thóc? Tại sao bạn không nghĩ bạn là gà và bọn nó là thóc hết? Mình có phải mình hay nghĩ mình là nạn nhân không? Mình mất tiền mình bảo bị nó lừa. Mà bạn biết là tiền trong túi mình thằng nào mang ra? Mình mang ra mà mình bảo nó lừa mình. Lừa kiểu gì được mà mình không trả tiền, ai lừa được bạn? Phải vậy không? Mà biết tư duy, đây là cái này là bạn phải học. Tư duy tích cực của cái người giàu là tư duy rất là chủ động. Còn người nghèo thì tư duy của họ là tư duy nạn nhân. Tại vì anh mà tôi như thế, tại vì cái thứ kia mà tôi như thế, tại vì thế này mà tôi ra thế này. Hay tại vì không cả nhà? Hay tại vì không? Hay không? Hay chứ. 99% là tại vì mà. Thất bại đều tại vì hết. Có phải tại em nào, toàn tại vì thôi. Phải vậy không cả nhà? Tư duy nạn nhân. Đây là cái thứ mà phải bỏ nó đi. Nghèo đấy, mãi nghèo đấy. Nạn nhân. Hãy nghĩ mình là con gà, đừng nghĩ mình là hạt thóc. Con gà là gì? Là mình ra ngoài kia, mình chủ động nó tất cả mọi thứ. Đúng không? Có cơ hội tới là mình phân tích được nó. Phân tích ok, đúng hoặc sai. Ok, hợp lý với mình, chốt. Không hợp lý với mình thì thôi. Đơn giản là như vậy. Đấy là tư duy là gì cả nhà? Mình phải là con. Đúng rồi, con gà, chứ đừng là hạt thóc. Rồi, ai là con gà? Tôi. Hỏi lại, ai là con gà? Tôi. Lại này, ai là con gà? Tôi. Hai phải, tôi là con gà. Người giàu luôn chủ động. Bạn viết câu này xuống.
Vân viết câu này xuống này: người giàu luôn chủ động, người giàu thì luôn chủ động, người nghèo thì nghĩ mình là nạn nhân. Người nghèo thì nghĩ mình là nạn nhân. Xong chưa? Người giàu thì sao? Luôn chủ động. Sai thì lỗi tại ai? Đúng rồi, tại tôi. Sai thì lỗi tại ai? Trả lời nào, sai lỗi tại ai? Thất bại lỗi tại ai? Nghèo lỗi tại ai? Giàu là do ai? Đúng rồi, có phải do chồng không? Do vợ không? Do con không? Tại vì em có bầu cho nên em không làm hết mình được thầy ạ. Đã từng như tại vì em có bầu cho nên em không đi học được thầy ạ. Tại vì em mới đẻ con, em có con nhỏ. Có hay tại vì như thế không? Tại vì chồng em không cho em đi, tại vì chồng không ủng hộ. Thế mà ở đây có ai được chồng ủng hộ? Có ai mà không đẻ con nhỏ? Ở đây có ai không đẻ con nhỏ? Không, lấy chồng phải đẻ con chứ. Mà phải đợi con em lớn này, em bắt đầu em đi học lại, con em lớn em bắt đầu em làm thầy ạ. Con lớn là mấy tuổi? 3 tuổi vẫn bảo trẻ con. Đối với bố mẹ, 5 tuổi trẻ con, 10 tuổi vẫn trẻ con, 20 tuổi vẫn trẻ con. Bố 90, con 70 thì vẫn trẻ con thôi con ạ. Có nhiều gia đình như vậy không? Thế mà đợi con em lớn, bao giờ nó lớn được? Chỉ có ngay bây giờ mình làm, chứ không có lúc nào hết. Đồng ý không ở nhà? Chỉ có ngay bây giờ thôi, cuộc sống sẽ luôn luôn là những rào cản và những giải pháp. Luôn luôn là như vậy. Bạn chuẩn bị làm cái gì đó, nó sẽ có những rào cản. Và số 2, nó sẽ có những giải pháp. Sẽ có người lựa chọn giải pháp để thực hiện được việc đó, nhưng có người sẽ lựa chọn là rào cản để không làm nó. Nguyên nhân của thành công đấy, chúng ta cứ lựa chọn rào cản thôi, chúng ta không lựa chọn giải pháp. Biết câu này xuống này: người giàu thì luôn tìm giải pháp. Những điều tuyệt vời. Nếu ai đó theo dõi thì tôi đã giúp được rất nhiều người lên được cái thế giới đấy. Mua được nhà, mua được xe, kiếm được rất nhiều tiền. Cuộc sống đi đây đi đó, sướng lắm các bạn. Mà trước đây họ nghèo, họ mới cảm thấy là nó trân trọng. Một tư duy nữa này, để giúp cho chúng ta có thể phát triển lên này. Người giàu nghĩ lớn, người nghèo nghĩ nhỏ. Người giàu nghĩ lớn và người nghèo nghĩ nhỏ. Người giàu họ nghĩ được rằng tôi sẽ kiếm được hàng tỷ đồng, tôi sẽ có hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ và hàng nghìn tỷ. Đấy là người giàu nghĩ. Người nghèo bảo ma mấy cái thằng chém gió, không biết khiêm tốn tí nào cả. Đó, kiếm tiền đủ ăn thôi là được rồi. Em tí nữa viết mục tiêu, em chỉ cần mỗi một tháng em kiếm được 100 triệu thôi thầy ạ. Em chỉ cần, có người thì em chỉ cần mỗi tháng kiếm được 50, 40, chỉ cần. Mỗi một tháng kiếm được 100 triệu, một năm kiếm được 1 tỷ đồng thì mua được cái gì cả nhà? Mua được cái gì? Mua được một cái ô tô, xong. Hết tiền. 1 tỷ đồng mua được một mảnh đất ở quê, cũng chưa chắc. Thế quê tôi ở thị trấn, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 1 tỷ bây giờ là cũng không mua được cái mảnh đất nào ngon hết. Nó còn phải vào trong hẻm của hẻm. Đấy là quê các bạn nha. Thế 1 tỷ cũng không mua được đất. 1 tỷ để làm ăn kinh doanh thì có việc làm được, có việc không. Nhưng thực tế nếu nói về kinh doanh chuyên nghiệp thì 1 tỷ không đủ. Không bỏ vào đầu hết để làm chuyên nghiệp các bạn. Thế thì chúng ta sẽ thấy được rằng để kiếm 100 triệu một tháng, đấy là không ăn nha, mới tích lũy được 1 tỷ. Thế còn ăn thì sao? Cho mình, cho gia đình, cho con, sức khỏe, học tập, du lịch, đủ thứ chuyện trên đời. Thì có giữ được 100 triệu đấy không? Thì dư ra chắc cỡ được mấy chục. Thì một năm nó lại dư ra được một ít tiền hơn rồi. Và mỗi năm bạn kiếm được 500 triệu, bạn mua được cái gì? Không đủ mua một chiếc ô tô. 500 là mua chiếc ô tô ở tầm thấp của ô tô. Thế bạn thấy không? Kiếm được 100 triệu vẫn chưa là gì cả.
Chúng ta phải kiếm được những số tiền lớn. Và tôi thường nói với mọi người là phải kiếm được tiền tỷ. 1 tỷ là con số tối thiểu để từ 0 đến bạn đạt được. Tức là mục tiêu của bạn là phải 1 tỷ. 1 tỷ thì 1 năm bạn có thể làm ra được 10 tỷ. Và lợi nhuận của bạn 1 năm có thể là 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ. Và bạn có thể làm được rất nhiều việc. 3 tỷ mua được nhà chưa cả nhà? Mua được chưa? Mua được rồi. Đấy là 3 tỷ. 3 tỷ mua được ô tô đẹp chưa? Mua được đất chưa? Mua được nhiều đất chứ không phải là 1 miếng, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là phải lên tiền tỷ mới giải quyết được nhiều thứ. Còn vài trăm cũng không giải quyết được thứ gì hết. Bạn cứ nhớ ở đây, việc của bạn bây giờ chỉ cần nghĩ thôi là kiếm tiền tỷ. Nghĩ thôi nha. Chứ chưa có ai bắt là bạn phải làm được hay không làm được. Chỉ là nghĩ thôi. Mà bây giờ tôi hỏi bạn là ai dám nghĩ rằng mình sẽ có tiền tỷ mỗi tháng giơ tay. Nghĩ, dám nghĩ, dám nghĩ. Rồi, dơ giữ nguyên, dơ. Rồi, một nửa dơ, một nửa không. Thế bây giờ, thôi cảm ơn nhà mình, hạ tay xuống. Hạ tay xuống. Pháp luật Việt Nam có cái điều luật nào cấm mọi người không được nghĩ quá to? Rồi, đạo đức đi, xét về yếu tố đạo đức. Thì có ai bắt bạn không được nghĩ to hả? Bố có bắt nghĩ không? Mẹ có bắt không? Chồng bắt thôi mẹ. Thực tế tí đi. Kiếm được mớ rau bìa đậu mỗi ngày là tốt rồi. Tao cấm mày nghĩ lớn nha. Có như vậy không? Cũng không luôn. Thế tại sao không nghĩ lớn? Có phải vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh? Đây là bị ảnh hưởng chứ không ai bắt hết. Bởi vì xung quanh chúng ta mọi người đến con gà, con vịt bị mất là cãi nhau rồi. Tức là những chuyện rất nhỏ, trên cây có một quả xoài bị mất là nó chửi lên rồi. Chúng ta sống xung quanh những người như vậy. Và tư duy của họ làm ảnh hưởng đến tư duy của mình. Điều này đúng không? Sau này nhà mình mất một quả bưởi thì mình cũng chửi má được nó chứ. Bọn khốn nạn. Mất một con gà, mất một con chó thôi là chửi lên rồi. Phải vậy không? Thế chúng ta sẽ thấy đấy là bị ảnh hưởng tư duy đấy. Nếu bạn ở cạnh một người tích cực thì bạn sẽ tích cực, mà bạn ở cạnh một người tiêu cực thì quá khó để bạn tích cực được. Chắc chắn là sẽ tiêu cực theo. Bởi vì nó chửi mình suốt ngày, mình im mà hay mình cười. Mình phải làm gì cả nhà? Đúng rồi, phản ứng lại chứ. Thế bắt đầu mình phản ứng lại thì mình tiêu cực chưa? Tiêu cực rồi. Các bạn thấy không? Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm nếu bạn sống ở đây. Cực kỳ nguy hiểm. Mục tiêu của chúng ta đó là phải để làm gì? Sống ở thế giới của những người giàu.